đến với channel của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Và trên tay mình lúc này là chiếc súng bắn keo Boss PKP-18E. Máy bắn keo hay là súng bắn keo thì chắc hẳn là sản phẩm không còn xa lạ gì đối với các bạn rồi đúng không ạ? Nó là một công cụ để hỗ trợ trong công việc sửa chữa hay là làm đồ handcraft, đồ thủ công. Và Boss thì là một thương hiệu nổi tiếng sản xuất các sản phẩm công cụ dụng cụ như là máy hàn, máy cắt hay là máy rửa xe. Vậy thì sản phẩm súng bắn keo của thương hiệu này thì hoạt động như thế nào, có hiệu quả hay không? Chúng ta cùng tham khảo ngay bây giờ nhé. Thì bộ sản phẩm gồm có một chiếc súng bắn keo PKP-18E và trên thân máy có tem chống hàng giả chính hãng của Boss, dây điện dài 2m, phiếu bảo hành, giá đỡ, phụ kiện và đi kèm một keo nến. Đây chính là chiếc súng bắn keo PKP-18E với tay cầm chữ T rất là tiện dụng. Công tắc thì đơn giản, dễ sử dụng. Máy dễ bôi keo chính xác và sạch sẽ với đầu phun dài. Máy sử dụng que keo với đường kính 11mm cho công suất dán là 20g trên phút. Và công suất hoạt động của máy thì từ 16 đến 200W. Giá đỡ, hỗ trợ đứng trong thời gian chờ. Thì chiếc súng bắn keo PKP-18E là thiết bị lý tưởng trong việc dán hàng ngày, dù là trang trí, cải tạo, sửa chữa hay là lắp đặt. Và nó được thiết kế dán trên nhiều vật liệu gồm có bìa cứng, này, thủy tinh, gạch, gỗ, đá, giấy da, vải, nút chai, nhựa. Và bộ phận làm nóng điện tử sẽ giúp khởi động nhanh và nhiệt độ ổn định. Hệ thống cấp liệu cơ học để kiểm soát chính xác và ứng dụng nhanh chóng. Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiếc súng bắn keo Boss PKP-18E. Về cơ bản thì chiếc máy này hoạt động chất lượng, ổn định, lượng keo phun ra đều đẹp. Và nếu như các bạn cần tư vấn thêm về sản phẩm này thì có thể truy cập vào đường link trong phần nội dung của video hoặc là liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính tại Hà Nội 024 3568 6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028 3833 6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.